Chào anh em nha. Nay tiếp tục đi câu cá nha anh em. Đây này có đem theo cái cần mới làm nè. Đó. Mình lên cái chỗ hôm trước mình đi trên Phú Sưng nè. Cách đây mấy chục cây nè. Cách nhà mình hơn 20 cây số nha, mình sáng mình có đo thử rồi. Mình có bự ra vòng vòng lên mấy lỗ nè anh em ơi. Đây nè. Đây nha. Mình bự đang lỗ với bên kia lỗ mình thử coi, lâu quá không câu nè. Mình thấy mình nghe chú kia nói ông câu giữa hầm dính giữa cái kinh này nè. Cá cha con ba ống ký luôn anh em. Ông nói móc lỗ nó không ăn cá cha. Bây giờ mình đem theo cần dài mình thử coi. Cần này rất dính cá cha chắc chịu không nổi đâu, nhưng mà vẫn thử nha. Mình theo một mồi cám mình bỏ giữa hầm trên kem mấy lỗ lục bình cho nó lọt dưới nha, rồi mình bỏ đó, mình cứ câu tay bình thường. Hy vọng là đây chiều cũng có cá cha. Có không có gì có cá rô cũng được rồi. Rồi giờ để mình trộn mồi anh em ơi, sớm giờ mình chưa có trộn mồi nữa, mới móc lỗ mệt quá mệt rồi. Lá tim rồi. Trời ơi, cái lá. Tôi ra đây cho anh em dễ nhìn. Ăn anh em. Mày hả bự. Cũng cá rô nha anh em. Con cá rô đầu tiên nha, vì là có lý rồi nha. Nè, đó. Tầm đứng chỗ này nó bền khó đứng lắm. Chỗ cái mái của người ta. Nè anh em xem nào đứng nè. Đó, cái mái người ta bơm nước đây nè. Thấy không? Mình đứng trong bờ. Ăn không hay anh em ơi. Ôi trời. Mình lo bỏ lửa kia hoài mà cái này ăn chưa hay nữa. Đây. Ăn mình không hay luôn. Câu một cá không hay luôn mới ghê. Mệt. Bỏ cái lưỡi kia hoài, lưỡi trùng bỏ hoài nó không xuống.
Dưới gốc luôn anh em ơi. Nó còn dính cá không nữa nè. Đây nè. Còn. Còn anh em ơi. Dục luôn à. Trời. Cái này ơi, cá gì bự bành kia luôn nè. Không được. Để cần mình yếu nha. Bụng luôn à. Một con anh em. Cái gồ đá không? Anh em ơi, cuốn hết về anh em ơi. Nay đem theo mấy cái cần này, đem theo hai cần này tính đánh cá tra mà đánh nguyên buổi trưa này không có con nào cho anh em ơi. Còn mồi nè. Để mời câu tiếp. Ở đây được mấy con nè. Em đổ nước cho anh em xem nha. Đây anh em. Được có 6 con cá. Con cá chê với 4 cá rô mà nắng quá nắng mình không có quay được 3 con rồi, còn quay được có 3 con rồi nha. Có gì anh em xem mà thông cảm giúp mình nha. Tại giúp mình chưa mình nó quẩn đi chưa nắng quay không có được. Nắng quá nắng đặt mà máy ngoài chịu không nổi, máy nó báo nóng rồi. Rồi mình bỏ túi thì lúc mình giật cá, lúc cá ăn thì mình không quay kịp. Nè. Con nào cũng bự không anh em cái ô á. Thì mình câu cái kinh không gài đó. Nói chung là không có con nào nhỏ nha, được không có cá chê màu à. Nha. Anh em xem thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Tổng cộng được 2, 4, 5 con cá rô với con cá chê. Rồi video mình tới đây kết thúc nha anh em. Chào anh em nha. Như vậy đủ kho tiêu dư sức nha, nhiều lắm. 5 cái rô bự không à. Rồi cúng nết gì anh em ơi.